Cái công việc của em là rất là nguy hiểm luôn các bạn. Trăm mà mình thấy ở ngoài mình thấy bất ớn luôn kìa. Nhưng mà đối với em thì bình thường các bạn. Thấp xuống em trai ơi. Thấy ở trên rồi quay cái đó kìa. Ghê không? Trời mát cũng móc. Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn xem kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình cùng xem tài xế rất là nhỏ tuổi các bạn. Tài xế này có thể là tính ký đi là được 31 kg, còn tính tuổi thì rất là nhỏ tuổi các bạn, rất là ít tuổi. Mình không thể tiết lộ tuổi của em được. Các bạn bây giờ mình cùng xem mấy tài xế mấy cắt 60 không bạn, 70 không bạn, tài xế mấy cắt 70 nè. Các bạn nghĩ đây là tài xế mấy cắt 70 không bạn? Đang ghe lại để kéo cái kéo cái xe kéo lúa bạn, kéo xe kéo lúa để thay bánh xích. Để sửa bánh xích. Sợi dây xích vô, để cho tài xế mới cắt 70 kéo tới để bật cái bánh xích trên bên này lên, để sửa cái bánh xích trên này nè các bạn. Bạn thấy qua đây sửa cái bánh xích. Búa bự đâu? Tài xế máy cắt 70 mà tích canh dầu không nổi luôn các bạn. lái máy cắt nổi mà tích canh dầu không nổi. Sáng chưa? Nổi ấy. Lặn á. Có gại chưa kìa? Có gại chưa gại hả? Anh làm ai cho siêu mẫu à, chịu không? Đẹp gái lắm luôn. Mắc cỡ trời. Chân dài tới nách nè. Là nó đứng cái mọc là tới đây em luôn nè. Nó đứng cái chân nó là tới đây em luôn nè. Cái anh làm cho mai cho em là con bé cái giò nó tới đây. Ôi ông nội ơi. Ôi.
Chịu không kẹt, nằm ai cho con bé cái giò nó đứng tới đây nè, tới đây em luôn. Đi qua bên kia cho tao quay. Giò dài mà. Anh mắc cỡ. Mấy ông làm quá, rõ là không háo, 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 háo. Về lại phải không, về lại phải không? Về lại các bạn tài xế lên máy cắt, về lại. Về lại anh Tấn. Về lại. Chừng nào mới cắt à, kìa 10 giờ mới cắt à. Thầy kìa, hỏi thầy có gậy chưa, lấy làm ai chưa? Thầy không? Chưa. Chưa có gậy không? Cái nhỏ tuổi rất là nhanh nhẹn luôn các bạn. Quay cầm camera quay theo muốn kẹp luôn. Giờ xa nữa. Chăm nhát em chạy. Bữa nào cũng mắc chăm nhớ vậy hả? Em sẽ nhớ bảo trì xe. Sáng sớm là mắc chăm nhớ vậy cái. Rồi chăm gành hết trơn rồi, ăn thua vậy. Cái nhỏ mà. Cái dàn dàn cào nó mổ cái trong cái đầu á. Đứng thấp xuống em ơi. Thấp xuống nhau rồi hơi nguy hiểm đó. Các bạn thấy cái công việc của em là rất là nguy hiểm luôn các bạn. Chăm mà mình thấy ở ngoài mình thấy bất ổn luôn kìa. Nhưng mà đối với em thì bình thường các bạn. Thấp xuống em trai ơi. Thấy ở trên rồi quay quay cái đó kìa. Ghê không? Cầm mắt cũng móc, móc ghê không? Công việc này là công việc bình thường của em các bạn. Đó, giờ em đang lên tốt trên cái máy à. Em đi trên cái máy à. Hạ sát xuống luôn đi. Này thay nhớt gì nữa em? Cái hộp số. Nè, chế nha, chế chăm thêm hả? Chăm đi nhớt hộp số luôn hả? Dạ. Để xin nhí chăm nhớt hộp số. Chăm vào cái bác quẩy ư. Thôi chăm vào không được hả? Chăm vào không nổi. Dắt có nổi rồi. Dắt không nổi. Vậy là có gậy được em ơi. Dắt không nổi là có gậy được rồi. Quan trọng mình lấy máy cắt được thôi chứ lấy máy bay ăn thua gì. Máy bay tự bay mà. Ừ. Đường này là lấy máy bay gì ta? Máy bay bà nhí rồi. Bà nhí chứ máy bay bà dài sao lấy đâu. Chuyên nghiệp chưa?
Ủa ấy vậy mình chăm thêm hoài vậy ta? Bữa nay mới có mất chăm mới chăm hai em. Không. Này 4 5 ngày mới chăm. 4 5 ngày mới chăm lần. Ơi mình sao mà nó xì hay sao mà mất chăm hoài vậy em? Xì. Nó xì mất chăm hoài ha. Dạ. Lái mấy giờ mấy cắt cũ cũng hơi cực. Mấy cắt mới đâu có xì nữa ta. Mới thì nó còn có cái này nó máy này nó có báo lên nhớt nó thiếu không hay là mình mất thâm đó hả à, hay là đồ, nhắm chừng đầu báo nó hư rồi nhỏ nó hư ra bây giờ mình mất nhắm chừng nhắm mình coi hoài đó ha nhắm chừng đó ha mình quen thì cỡ 4 5 ngày mình canh lần à, hay đó quen rồi đó ha quá lợi hại rồi em ơi mai mốt truyền ngày cho anh đi coi đánh luôn là nhỏ cái khách lớn luôn mà lớn rồi xong rồi yêu không lớn luôn yêu không còn ông yêu không đánh cái cào mà hỏng gì cái yêu với tao à không. Yêu không? Này trăm mấy can mấy mấy đại ta hai can trăm can tới 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 chưa trăm nữa à chiều luôn chiều trăm nữa chiều là mới hết nha. Hai can trên hai can. Dạ. Tính chừng nào có vợ vậy? Hả? Đây. Thế can không đưa xuống luôn tính nào có vợ. Trời ơi con ha, cái xác có đi rồi con. Mình hai má luôn. Đó, tài xế của mình đi lên nữa bà, tài xế quá lẹ các bạn ơi. Quay phim không kịp luôn. Tài xế rồi đó bạn ơi. Nói có ai nghĩ đây là tài xế không bạn? Thôi à, cắt xuống mình luôn à. Này cắt miếng lúa này luôn em hả? Đúng đây gì đó. Miếng tôi kìa hả? Dạ. Lúa bị dạt này thấy còn xanh. Hôm nay em cắt nhiều không? Ngày qua có cắt không? Mới cắt con kìa. Vậy hả? Đầu 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 năm giờ là mới cắt có một ngày hả? Dạ. Đầu năm giờ là mới cắt có một ngày ha. Ngày nhiều không? Đúng không? 30 công. Con chưa có tao. Rồi, xuống cầm đi. Xuống. Bữa nay nó xong. Còn thôi có thêm một đứa em cũng rất là trẻ luôn các bạn ơi. Đó, rất là tài giỏi luôn. Hai anh em luôn đó. Anh em ruột hả? Dạ hai anh em ruột. Nha. Hai anh em ruột chắc có lẽ anh nghĩ em cắt trước bé kia quá hả? Là mới chạy vụ này nó mang nó hai vụ hả? Dạ hả? Còn bé kia? Bé kia mới làm vụ hả? Dạ. Vụ trước là chạy nhóm nhanh thôi ha? Dạ. Trước tại vì tài xế nó chạy nó ấy quá ấy. Rồi. À, tập cho chạy rồi, cho bây giờ chạy với quen luôn à. Mồ nông sơn này anh thấy chạy khỏe? Nông sơn nhờ đất nó cứng, chạy cứng. Ngày cũng lẹ. À. Dễ chạy. Ừ. Đúng thì có nó khó hơn vụ lắm. Đây các bạn ơi, đứa em này rất là tài giỏi luôn các bạn. Có bạn gái nào mà yêu mến thì liên lạc với cái bạn này các bạn ơi. Đây. Hai tài xế đây. Hai tài xế là cặp cẩu nha. Cặp cẩu lấy đâu đây? Không thiệt á. Chạy mất rồi các bạn ơi. Không luôn. Hai anh em đi đó. Hai anh em bạn ơi, hai anh em một người nhỏ người lớn. Em trai này hơi lớn hơn. Đó, em trai này nhỏ xíu nè. Hai anh em mà còn em trai kia lớn hơn xíu là hai anh em hai chiếc máy cắt. Nó có ai nghĩ đây là hai tài xế không vậy? Lái máy nhà luôn à. Này giờ này mấy ảnh đang ăn cơm sáng để xuống làm mà.